Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay đây chúng ta lại trở lại một tuần mới và hôm nay là đầu tuần ngày thứ hai ngày 8 tháng 8 tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi tối giờ Cali. Ở Việt Nam đây các bạn đã bước qua là ngày 9 tháng 8 rồi và hôm nay đã Thuận uh, cuối cùng cũng đang nhận được uh, cây áo 5 năm kỷ niệm Thuần Capital. Thì uh, có nhiều bạn cũng đã trúng thưởng được cái áo này thì những bạn nào mà đã nhận được áo thì hãy comment ở bên dưới cái video này. Và hôm nay thường cũng đã chuẩn bị rất nhiều thông tin thường muốn chia sẻ với các bạn hy vọng là chúng ta chia sẻ những thông tin một cách nó lo trực nhất tại vì thông tin hôm nay đây nó cũng khá là rải rác nhưng mà hôm nay đây chúng ta bắt đầu nhìn vào tình hình chung của các chỉ số Hoa Kỳ đi thì chúng ta có thể thấy được là một ngày kết thúc nó không có sự dao động nhiều nhưng mà thật ra hồi sáng này đã có chỉ số như là S&P 500 và Nasdaq đó đều rất là xanh nhưng mà sau đó đó lại chuyển thành đỏ. Tại sao vậy? Có một số những cái thông tin à, Thuận sẽ chia sẻ với các bạn. Như là các bạn thấy được là trên màn hình S&P 500 và sáng này bắt đầu là một màu xanh nhưng mà kết thúc đó lại đỏ một chút nhưng mà không phải là đỏ lắm. Chúng ta có thể thấy được là những chỉ số lớn đó như là Nasdaq thì xuống có 0.1 mà thôi. S&P 500 cũng tương tự và Dow Jones thì coi như cũng đi hàng ngang tăng 0.09%. Thì bây giờ đó thì pre-market cũng không có động thái gì. Chúng ta thấy được là cả ba chỉ số Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures đều không có sự di chuyển nhiều, vẫn sang một chút. Và nhìn vào dầu đó thì chúng ta thấy được dầu đi tăng lên một chút nữa. Bây giờ mức đó là 90 đô cho một thùng dầu. Đây là giá hợp đồng mới nhất. À, còn về vàng thì sao? Vàng thì chúng ta đã trở lên mức là 1.800 đô cho một ounce vàng. Crypto thì ra sao? Crypto đó hôm nay cũng rất là tốt Khi mà chúng ta nhìn vào giá cả của BTC đó thì hồi sáng này đã có lúc lên tới 24.245 Trước khi mà chúng ta thấy được là có một cái sự điều chỉnh đi xuống à, Bây giờ chúng ta vẫn ở mức là 23.779 Có nghĩa là so với giá của ngày hôm qua đó thì vẫn có cái sự tăng trưởng Các bạn thấy được là trong vòng 24 giờ qua đó thì BTC vẫn tăng 2.3% và ngoại trừ BTC ra chúng ta thấy được là Ethereum vẫn tăng 3.7 bây giờ mức là gần 1.800 đô à, chúng ta thấy được là những đồng khác thì cũng không có cái sự dao động nhiều Ngoài trừ là Polkadot chúng ta có cái phần trăm tăng trưởng là 4.9% nói chung hôm nay cũng là một ngày rất là tốt trong crypto chúng ta thấy được là Celsius tăng 31.2% The Graph tăng 14% và Zcash tăng 12% Xuống nhiều nhất trên thì chúng ta hầu như không có đồng nào gọi là xuống nhiều hết Và tổng số vốn hóa bây giờ vẫn là 1.7. À, một nghìn tỷ hiện tại và hôm nay đây chúng ta sẽ bắt đầu nhìn vào cái thông tin mà có thể là nhiều người quan tâm tới nhất tuần này đó chính là thông tin liên quan đến chỉ số CPI và chúng ta cũng có ba cái thuyết tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến chỉ số CPI này cái thuyết đầu tiên nó là đến từ một người ở trên Twitter có tên là Trader Tom thì như bạn có nói biết là chúng ta sẽ có được chỉ số lạm phát CPI thứ tư tuần này và bây giờ đã ước tính là 8.7% so với lại cái tháng vừa rồi đó là phần trăm lạm phát CPI là 9.1% thì bây giờ đã nhiều người hy vọng là chúng ta sẽ thấy cái phần trăm lạm phát suy giảm xuống còn 8.7. Nếu như mà phần trăm này cao hơn 8.7 đó thì khả năng thị trường sẽ là một màu đỏ. Ít ra đây là nhận định đến từ Trader Tom. Chúng ta sẽ biết sớm mà thôi, không phải ngày mai mà ngày mốt chúng ta mới biết được tại vì thứ tư tại Hoa Kỳ. Thông sẽ chia sẻ giờ cụ thể ngày mai với các bạn. À, và người thứ nhì mà tôi muốn chia sẻ liên quan đến CPI đó chính là cái thuyết à, đến từ Carl Quintanilla. Đây là người ở trên đài CNBC. Thì Carl nói gì? Thì Carl nói là nhìn vào cái hình bên dưới này đó, đây cho chúng ta thấy được là cái xu hướng của năng lượng. Các bạn thấy là mỗi một màu này đó đại diện cho một cái ngành khác nhau. Và cái ngành mà chúng ta quan tâm ở đây đó là cái màu cam trên màn hình. Thì rất rõ ràng là chúng ta nhìn vào cái thống kê này đó, dựa vào Morgan Stanley, thì cái màu cam đã có xu hướng đi xuống, có nghĩa là năng lượng đã có cái xu hướng giảm rồi cho tháng 7 và đương nhiên cái chỉ số cho nhận được thứ tư này đó là chỉ số CPI cho tháng 7 và yếu tố quan trọng dẫn đến CPI cao hay thấp đó là dựa vào năng lượng và thực phẩm ít ra bây giờ năng lượng đã có xu hướng đi xuống cho nên chúng ta mới thấy là giá xăng đã giảm và cao cũng nghĩ là chúng ta sẽ thấy cái phần trăm làm phát giảm xuống so với lại cái tháng vừa rồi và đó là điều chúng ta muốn thấy và cái thứ thứ ba đó thì uh, Egon Von Greyers uh, đây là Founder của một cái quỹ đầu tư Của tên là Matterhorn Asset Management thì người này nói gì người này nói đó là lý do tại sao mà Fed nhanh chóng muốn tăng phần trăm lãi suất lên à, ngoại trừ việc là muốn giảm đi phần trăm lạm phát nhưng mà điều quan trọng hơn đó là khi mà Fed tăng lãi suất mạnh đó, mà chúng ta thật sự là có một cái suy thoái tài chính đó, thì lúc đó Fed mới có cái lý do để mà giảm phần trăm lãi suất xuống tại vì nếu như không tăng bây giờ thì đâu còn bao nhiêu đi giảm đâu các bạn nghĩ đi nếu như mà Fed không tăng lãi suất trong vòng 3-4 tháng qua mà giữ lãi suất ở không phần trăm mà chúng ta đi vào suy thoái tài chính thì sẽ như thế nào chúng ta đâu có nào mà tiếp tục giảm từ không phần trăm giảm xuống còn con số âm đâu cho nên Fed phải tăng bây giờ để có thể là có khả năng giảm sau này đó là nhận định đến từ người này ở trên Twitter Nói chung nữa thì ba cái nhận định này cũng không có khác gì nhiều so với những gì mà chúng ta đã nói tới trên kênh này bao nhiêu tuần qua. Những gì mà thuận hiểu đó thì khả năng là chúng ta vẫn sẽ thấy cái chỉ số phần trăm lạm phát CPI tháng này sẽ giảm so với tháng vừa rồi, có nghĩa là dưới 9.1%. Nhưng mà con số này đó có giảm xuống tới mức 8.7 như là mọi người mong muốn hay không thì điều này thuận không thể nào biết được. Chúng ta chờ hai ngày nữa thì mới biết thông tin Và đây là cái thông tin quan trọng nhất của tuần này Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết đó, Thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin Và không được xem là lời khuyên đầu tư Và nếu như mà các bạn thích cái video này Hay là các bạn thích những cái video tương tự Các bạn đừng quên nhấn cái nút like Và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Và trong cái video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là sàn CoinEx Và nhà tài trợ video ngày hôm nay đã muốn tặng phúc lợi riêng cho fan của Sarkscan Phần quà thì bao gồm 8.000 token CET đó chính là token của sàn CoinX và 500 đồng USDT thì điều kiện tham gia như thế nào thì cũng rất là đơn giản Thứ nhất đó là các bạn cần phải đăng ký tài khoản CoinEx Với cái link bên dưới cái phần mô tả video này Thứ nhì là hoàn thành xác minh thai yếu tố và KYC chương mục của mình sau khi mà các bạn đăng ký tài khoản và đăng nhập, các bạn có thể tiến hành cài đặt bảo mật hai yếu tố bằng cách là liên kết TOTP và liên kết số điện thoại của các bạn. Sau đó đã các bạn chứng thực cá nhân để xác minh danh tính tại đây. Thứ ba là các bạn theo dõi các kênh CoinX Việt Nam tham gia chương trình SNS nhận thêm quà từ CoinX. Các kênh bao gồm là fanpage, nhóm Telegram, Twitter, các link chi tiết là mình dưới cái video này. Điều kiện nhận quà đó thì đầu tiên hết 60 người may mắn phù hợp điều kiện tham gia sẽ được thưởng mỗi người là 50 đồng CET Thứ nhì là 10 người đầu tiên hoàn thành nạp tiền 500 đồng USD trở lên thì sẽ tặng 500 token CET mỗi một người Thứ ba là khối lượng giao dịch spot hoặc là futures cứ đủ 8.000 đô là có thể vào kho thưởng để nhận 500 đồng USDT Cách tính thưởng USDT cá nhân nhận được đó thì cũng rất đơn giản đó chính là các bạn lấy khối lượng giao dịch cá nhân chia cho tổng khối lượng giao dịch trong kho nhân cho 500. Lưu ý khi mà số người vào kho hơn 40 người mới có thể chia sẻ tổng giải thưởng 500 đồng City Nếu ít hơn 40 người đó thì mỗi người vào kho sẽ thưởng mỗi người là 6 đô la. Thời gian chương trình đó là từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 20 tháng 8. Người tham gia phải đăng ký và giao dịch trong thời gian này và CoinEx có quyền giải thích cuối cùng về chương trình này. Các bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách là bấm vào cái link bên dưới và cũng có cái link đăng ký để nhận hút lợi của CoinEx. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay, CoinEx. Ngoài chưa đưa ra chúng ta cũng có một cái công ty thông báo cái tài liệu ban đầu về quý 2 mà không được tốt lắm đó chính là công ty Nvidia. Thì Nvidia đó họ thông báo là cái thu nhập quý 2 của họ bây giờ ước tính chỉ có 6.7 tỷ mà thôi, thua xa với con số là 8.1 tỷ mà mọi người mong muốn. Cho nên uh, điều này đã, đã dẫn đến là cổ phiếu Nvidia cũng đã giảm 6.3%. Nhưng mà điều thú vị hơn đó là khi chúng ta nhìn vào lý do tại sao mà Nvidia nói là thu nhập của họ có thể là không cao như là mọi người mong muốn tại vì Nvidia nói là trong quý 2 này đó là họ không có bán những cái sản phẩm liên quan tới game nhiều như là họ tưởng và cộng vào đó đó là cái sự ảnh hưởng đến từ chuỗi cung cầu không có đủ cái phụ tùng cho họ để làm những sản phẩm để mà bán thì tại sao thường nói điều này thú vị tại vì chúng ta nên hiểu là Nvidia là công ty mà làm card đồ họa đó có nghĩa là graphic card các bạn mua để có thể là chơi game nhưng mà các bạn có biết là người ta mua card đồ họa để làm gì hay là không đó chính là người ta mua kho đầu họa để có thể đào Ethereum. Trong vòng bao nhiêu năm qua đó, các bạn đã biết là một trong những cái sự tranh cãi giữa những người mà chơi game và những người mà đào Ethereum đó chính là những người đào Ethereum họ có mua hết những cái kho đầu họa đó, tại vì đào Ethereum cần rất nhiều kho đầu họa, nhiều khi họ mua cả ngàn, mấy chục ngàn kho đầu họa một lúc, làm cho không có những đầu đồ họa mua được trên thị trường dẫn đến những game mờ thì lại không thích những người mà đào Ethereum. Tại vì sao vậy? Tại vì đào Ethereum nó kiếm được rất nhiều tiền cho nên họ mới mua nhiều kho đồ họa như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng đã biết là Ethereum chuẩn bị chuyển qua thành hệ thống Proof Stake như là hệ thống cổ phần sẽ không có đào nữa và ước tính bây giờ đó là sẽ tháng sau. Thì có phải lý do tại vì không nhiều người mua kho đồ họa để đào Ethereum nữa cái nhu cầu đó đã trở lại bình thường có nghĩa là cái số lượng khởi động hỏa bán là chỉ cho những người mà mua để mà chơi game thôi cho nên thu nhập của Nvidia mới giảm xuống hay không đó là điều mà thường không có thấy rõ đây nhưng mà thường nghĩ là ít gì cũng sẽ có cái sự ảnh hưởng và nói tới đây đó thì cũng có khá nhiều bạn hỏi thuận về Ethereum 2.0 đó hay là Ethereum Proof Work chuyển qua thành Proof Stake thì lúc đó chúng ta cần phải làm gì bây giờ mình đang tự lưu trữ Ethereum trong bí cá nhân thì phải làm sao thực ra bản ông thuận đó thì vẫn đang lưu trữ Ethereum trong ví cá nhân của mình và bây giờ thường thì vẫn vẫn chưa có làm gì hết thì vì vẫn chưa có thông tin chính thức được chia sẻ về đội của team là ví nào ủng hộ ủng hộ ra sao sàn nào ủng hộ ủng hộ như thế nào cho nên bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi thêm thông tin mà thôi khi mà có thêm thông tin thì nhất định sẽ chia sẻ với các bạn trên mạng xã hội cũng như là trên channel YouTube này thì đối với lại cái số lượng người mà đang đào Ether đó thì họ sẽ có những động thái ra sao đó cũng là một trong những câu hỏi mà nhiều bạn đặt ra thì nói tới Chuyện mà Ethereum chuyển thành hệ thống Proof of Stake thì cũng không phải là cái chuyện mà mới gì đâu. Từ ngày đầu tiên thường tham gia vào crypto đó, bắt đầu là cuối năm 2016, chúng ta đã biết là Ethereum đã xu hướng là chuyển qua thành Proof of Stake tại vì đây là một cái hệ thống smart contract, hệ thống hợp đồng thông minh, cần phải xử lý nhiều giao dịch và không thể phát triển được nếu như mà cứ tiếp tục trên hệ thống Proof of Work. Và vì lý do đó, đó và đội của Ethereum đã quyết định là chuyển thành Proof of Stake từ thời điểm đó rồi nhưng mà kéo dài tới bây giờ chúng ta mới bắt đầu có thông tin. Nhiều người ra thì cũng đã kỳ vọng là năm 2017, năm 2018 đã bắt đầu nhiều người nghĩ là sẽ có Proof of Stake nhưng mà cuối cùng không có. Tới bây giờ chúng ta mới có hiện tượng hợp nhất. Thì đối với hiện tượng này đó, thì những thời đào họ sẽ có những cái quy định như thế nào? Thì uh, Bitmain là công ty mà sản xuất máy đào lớn như bạn cũng đã biết. Uh, và Bitmain nói là họ sẽ chuyển qua để mà đào ETC, có nghĩa là họ sẽ hỗ trợ mạng lưới Ethereum Classic tại vì tới lúc mà Ethereum thực sự chuyển thành Proof of Stake thì không thể đào được nữa, tại vì trước đó họ sẽ kích hoạt cái bơm độ khó và hầu như là không thể đào Ethereum hiệu quả được, cho nên sẽ bị lỗ, cho nên một số thời đào họ sẽ chuyển qua đào Ethereum Classic. thì ETC là gì? khi mà chúng ta nhìn vào cái bảng xếp hạng của những crypto đó, các bạn thấy được là Ethereum các bạn quen thuộc là đứng hạng thứ nhì nhưng mà chúng ta thấy được là ETC là đồng đứng hạng thứ 19 thì Ethereum Classic và Ethereum mà trước đây chỉ là một chuỗi mà thôi nhưng mà bị tách ra làm hai tại vì cái sự tranh cãi khi mà cái hệ thống đào bị hack thường nhớ là năm 2016 đó lúc đó là bị hack mất đi khoảng chừng là 50 triệu thì 50 triệu đã làm cho thị trường crypto trao đảo lúc đó Các bạn cảm thấy là mắc cười tại vì bây giờ 50 triệu đó không phải là con số lớn so với lại thị trường crypto nữa Chúng ta thấy được là một cái ứng dụng DeFi bị hack thôi giống như chúng ta nói tới Nomad ấy, thì đã 200 triệu rồi Chúng ta nói tới cái cầu của Harmony đó, Harmony Bridge thì cũng đã bị hack 100 triệu rồi Tại sao mà nói là 50 triệu là con số lớn tại vì lúc đó vốn hóa rất là nhỏ Cái vụ tấn công này đó khiến cho Ethereum bị mất đi rất nhiều và có hai giải pháp thứ nhất đó, là không làm gì hết và chấp nhận cứ tiến tới và những người nào mà đã bị hát lấy mất tiền thì chấp nhận mà thôi giải pháp thứ nhì đó là trở về một số những cái lốc để có thể là hoàn trả tiền lại cho những cái nhà đầu tư thời điểm đó và cộng đồng đã chia làm hai một bên đó, ủng hộ giải pháp thứ nhất là không làm gì hết một bên ủng hộ giải pháp thứ nhì đó chính là trả lại một số lốc để mà hoàn lại cái số tiền đó cho những cái nạn nhân và cuối cùng Ethereum đã bị hard fork tách rời ra Ethereum và Ethereum Classic Thì Ethereum Classic đã thật ra là cái chuỗi ban đầu của Ethereum cho nên mới gọi là Classic à, Và Ethereum bây giờ mà chúng ta biết đó là cái chuỗi tách rời Sau khi mà đã hoán đổi một số lốc Và đó là cái chuỗi mà nhiều người ủng hộ nhất Cho nên chúng ta thấy được là vốn hóa bây giờ đứng hàng thứ nhì Thì đây là cái tiểu sử sơ bộ về Ethereum và Ethereum Classic Thì một số thời đào họ sẽ đơn giản chuyển qua đào Ether Classic mà thôi và và cũng nói đối với và thì không lý do gì thời đào gây khó dễ đối với cộng đồng của Ethereum tại vì bây giờ chuyển qua đào Ether Classic thì vẫn có thể kiếm lời được chứ còn nếu như mà fork mạng lưới Ethereum như là cái giải pháp thứ nhì mà được nói tới với Blockchain là một số những thời đào họ sẽ không ủng hộ Ethereum Classic mà họ sẽ fork mạng lưới Ethereum có nghĩa là trước khi mà Ether chuyển thành Proof Stake thì sẽ bị tách rời ra làm hai một chuỗi khác nữa và chuỗi này đó là sẽ mãi mãi là Proof of Work mãi mãi là cái chuỗi đào Ethereum và họ có thể gọi là đây có thể là Ether POW giống như là Justin Sun đã đề nghị ở trên sàn Poloniex nhưng mà Justin Sun thì đương nhiên là của Tron thì Tron đương nhiên không thích Ethereum chuyển qua Proof of Stake rồi, tại vì chuyển qua Proof of Stake thì lại còn cạnh tranh mãnh liệt hơn nữa đối với lại hệ thống của Tron, cho nên uh, Justin Sun nói là ủng hộ một cái fork của Ethereum có thể gọi đơn giản là Ethereum POW và có một cái token ở trên Poloniex đại diện cho cái mạng lưới này đó là ETHW, nhưng mà hầu như mọi người cũng không có hứng thú nhiều đối với lại cái uh, giải pháp thứ hai này và đối với Vitalik tên như thường mới vừa chia sẻ thì thật ra tách rời Ethereum ra thành một chuỗi mới đó thì điều là hoàn toàn có thể đây chỉ là một cái mã nguồn mà thôi nhưng mà sau khi tách rời rồi thì ai là người ủng hộ những dự án nào sẽ chuyển qua uh, cái mạng lưới mới này của Ethereum cộng đồng sẽ ra sao như thái sẽ ra sao đó mới là cái điều quan trọng chúng ta đã từng thấy rất nhiều những cái half phốt liên quan tới BTC cuối cùng Bitcoin vẫn là Bitcoin tại vì các bạn có thể half phốt mã nguồn nhưng mà các bạn không thể nào mà half phốt cộng đồng hay là half phốt hệ sinh thái được cho nên có ai ủng hộ hay không thì mới là quan trọng vì lý do đó đó thì và thật sự nghĩ là người ta sẽ chuyển qua đạo ETC tại vì hệ sinh thái đã có sẵn công đồng cũng đã có sẵn thì đào có thể là đơn giản hơn và điều thứ ba mà Blue blockchain nói tới đó là những thời đào họ có thể là đơn giản không ủng hộ etc cũng không ủng hộ ethereum hard fork mà họ chuyển qua để mà đào một hệ thống một hệ thống pdu khác giống như là cái đây nè starcoin alio ckb và conflux đây là những cái lựa chọn của những cái thời đào thì cho đến ngày đó đó chúng ta sẽ biết rõ ràng hơn nhưng mà ngay thời điểm này đó thì thật ra phần lớn cộng đồng dựa theo những cuộc bỏ phiếu đó thì phần lớn cộng đồng vẫn ủng hộ cái sự kiện hợp nhất đồng mới này cho nên khả năng ha thì vẫn có nhưng mà cái ha đó có sống được lâu dài hay không thì khả năng bây giờ vẫn nghiêng về bên là ethereum sẽ thành công chuyển qua thành pos hệ thống Proof Stake. Ngoài chỉ thông tin này ra, chúng ta cũng có thông tin liên quan đến công ty Pantheon. Thì công ty Pantheon đã, có một cái thu nhập tuy là cao hơn nữa tính 473 triệu so với 471 triệu thu nhập của quý 2 nhưng mà thu nhập tính theo từng cổ phần nên thì họ đang bị lỗ một cent so với lại mọi người Kỳ vọng là họ có lời 3% cent. và cổ phiếu của uh, Panthe đã giảm 14.24% và đây là công ty cung cấp cái phần mềm cho chính phủ cũng như là những cái uh, công ty sử dụng. Một công ty khác nữa đó cũng uh, đã lên trên báo hôm nay đó chính là cái uh, siêu thị Bed Bath Beyond. Đây là một cái siêu thị uh, bán hàng của Hoa Kỳ đó thực ra thường rất ít đi Bed Bath Beyond tại vì họ bán hàng cũng khá là mắc đó so với những nơi khác, Tony Target hơn. À, thì Bad Bunny Beyond là một công ty mà cũng đã gặp nhiều cái sự cố gần đây Có nghĩa là họ không có làm ăn tốt lắm Và cũng đang trên cái đà là bị lãng quên Nhưng mà đột nhiên chúng ta thấy được là Cổ phiếu của Bad Bunny Beyond tăng 39% ngày hôm nay Trước khi đóng cửa Và sau khi đóng cửa đã tăng thêm 16% Thì tại sao vậy? Tại vì cái cộng đồng của Reddit bet đã trở lại. Hôm nay đó thì cái tên Bet bad, bad Beyond cổ phiếu này đã được dính liền với một số những tên khác như là AMC, GME đã được nhiều người trong cộng đồng bet nói tới thì nhiều người đang kỳ vọng là sẽ có một đợt short squeeze có thể là cái cổ phiếu Bet bad, bad Beyond này bị short nhiều quá cho nên họ muốn làm hiện tượng tương tự như chúng ta còn đã chứng kiến liên quan tới GME, có nghĩa là GameStop và AMC cái chuỗi đặt chiếu phim nói riêng về crypto ra thì cái thông tin lớn ngày hôm nay là cái thông tin liên quan tới bộ tài chính Mỹ đó đã ra quyết định là sẽ trừng phạt uh, những cái dịch vụ crypto mixer và trong đó đó một cái tên được nêu ra đó chính là Tornado Cash vì cái tội là giúp rửa tiền đây là cái lời phát biểu đến từ ngoại trưởng Hoa Kỳ thì hồi sáng này đã khi mà nghe thông tin này đó uh, thì cảm thấy được làm sao để trừng phạt tại vì Tornado Cash chỉ là một cái hợp đồng thông minh ở trên mạng lưới của Ether mà thôi Nó không phải là một công ty, nó chỉ là một cái mã gụ mở thì làm sao có thể trừng phạt được Nhưng mà ngay sau đó đó thì chúng ta đã có thông tin đến từ Circle cũng như là Reddit Nói là sẽ hợp tác với chính phủ để mà đưa cái ứng dụng Tornado Cash này vào danh sách đen Thì nói sơ bộ về cái ứng dụng Tornado Cash này thật ra thường cũng không có rành đâu các bạn Tại vì thường đâu có sử dụng những cái ứng dụng như thế này đây là một cái ứng dụng mà trên đây đó theo thường hiểu là có thể sử dụng stablecoin Nghĩa là những đồng như là USDC chúng ta có thể sử dụng Ethereum chúng ta có thể sử dụng RapidTC thì đây là những cái tài sản các bạn có thể sử dụng trong ứng dụng Tornado Cash này khi mà các bạn gửi tới đó thì đây là một cái mixer nghĩa là họ sẽ hỗn hợp hết tất cả những cái nguồn vào và sau đó đó họ lại tung ra cái nguồn ra khác có nghĩa là các bạn gửi vào thì sau khi mà gửi vào ứng dụng này ra thì họ sẽ đậm đảo lộn hết là nơi gửi với nơi tới để cho người ta không thể theo dõi được là các bạn gửi từ địa chỉ nào. đến địa chỉ nào rồi sau đó họ mới gửi tới cái địa chỉ mà các bạn muốn. Nhưng mà tới lúc đó, đó đã không ai theo dõi được nữa rồi. Đây là cái cách hiểu của Thuận khi mà sử dụng cash Và đương nhiên các bạn cũng đã biết là một trong những cái người mà thường hay sử dụng đó chính là những người hacker họ cũng thích sử dụng cái ứng dụng này nhưng mà cũng có những người bình thường họ cũng sử dụng tại vì họ không muốn người ta theo dõi cái giao dịch của họ giống như là các bạn là một công ty lớn đi các bạn muốn đổi một đồng này một đồng khác các bạn đổi số lượng lớn hay là các bạn muốn dùng USDC đi mua một cái số lượng lớn token nào đó nhưng mà các bạn lại không có muốn cho người ta theo dõi ví của các bạn thì cũng có thể sử dụng Tornado Cash cho nên không phải là ai sử dụng cũng là người xấu nhưng mà thật ra trên Tornado Cash đã có nhiều cái dẫn chứng là có những người xấu sử dụng và sau khi mà có thông tin này đó thì công ty Circle như là công ty đứng sau lưng đồng USDC, đồng Stablecoin đó họ đã ra quyết định là sẽ đóng bằng 75.000 đô USDC liên quan tới 44 địa chỉ ví và 44 địa chỉ ví này đó là dựa theo cái danh sách đen của chính phủ của Hoa Kỳ và ngoài trên ra đó thì chúng ta cũng thấy được là có một người khác nữa đây là cái co-founder của Tornado Cash có tên là Roman Semenov thì người này nói là cái chương mục ký thấp đó đã bị khóa rồi có nghĩa là GitHub đó là nơi mà Roman lên để mà cung cấp, à, để mà cải tiến cái mã nguồn cho Tornado Cash đó, Thì à, cũng đã bị khóa, không thể tiếp tục để mà cung cấp thêm những cái mã nguồn cho Tornado Cash nữa. Và lý do tại sao mà những nơi này đó, giống như là GitHub hay là Circle ra quyết định là sẽ hợp tác với chính phủ và đóng băng những cái tài khoản này. Lý do là tại vì nếu như mà người nào mà hợp tác với Tornado Cash thì sẽ bị phạt từ 50 ngàn đến tới 10 triệu và có thể là bị bỏ tù từ 10 tới 30 năm một con số rất là lớn thì tại sao là gì? Tại vì đó, chính phủ Hoa Kỳ nói là dựa theo cái thống kê đó thì Tornado Cash đã giúp cho những cái người mà rửa tiền nó có thể rửa được con số lên tới 7 tỷ đô la từ năm 2019 đến bây giờ. Thì đây là một cái sự kiện mà cũng đang gây ra nhiều cái sự tranh cãi thì đều thường chia sẻ với các bạn cả hai bên. À, một bên thì các bạn cũng có thể dễ hiểu rồi tại sao chính phủ lại muốn triệt à, để những cái ứng dụng như là Tornado Cash Tại vì những ứng dụng này đó thật sự là có thể giúp đỡ à, Những người mà họ đi trộm tiền crypto đó Thông qua những cái ứng dụng như Tornado Cash Để mà ẩn cái số tiền đó của họ được Mà không ai có thể dễ dàng theo dõi Thì đương nhiên là điều chúng ta không có muốn Và chúng ta cũng đã biết là những ngày đầu tiên của Internet đó, Thì rất nhiều những trang web hoạt động hoạt động bất cứ một cách nào mà họ muốn quảng cáo ra sao cũng được nhưng mà sau này đó thì chính phủ khắp nơi cũng đã siết chặt hơn Giống như chúng ta cũng đã nhớ đó là trước đây eBay đã cũng đã từng gặp nhiều những cái sự cố đến từ chính phủ Hoa Kỳ Tại vì có nhiều thứ đó không được bán trên mạng nhưng mà người ta đăng trên eBay để mà bán Thì công ty eBay nói đó là công ty eBay là một công ty trung lập, đây là một cái chợ mà trên mạng mà thôi Cho nên không liên quan gì hết nhưng mà thật ra không phải chính phủ Hoa Kỳ nói là eBay phải có trách nhiệm Đối với là dịch vụ mà họ cung cấp Cũng tương tự như là những công ty như là Facebook hay là Twitter trước đây đó thì các bạn đăng thông tin gì cũng được, thông tin giả liên quan đến chính trị cũng được luôn. Nhưng bây giờ đã bị siết chặt hơn rồi, tại vì trước đây đó thì Facebook nói là đây là một cái nền tảng trung lập mà thôi, ai đăng tin gì cũng được, cho nên họ không thể quản lý được. Nhưng mà cuối cùng đó thì chính phủ Hoa Kỳ nói là những công ty này phải có trách nhiệm. Thì tôi nghĩ tương tự điều này cũng đang xảy ra, tại vì một bên thì người ta vừa nói đến là tại sao những cái ứng dụng này đã cần phải được ngăn chặn, nhưng mà một bên khác đó thì nói là đây chỉ là một cái ứng dụng trung lập mà thôi là một cái mã nguồn mở giống như là Roman là co-founder nhưng mà Roman không có nghĩa là một người mà sử dụng Tornado Cash để làm những chuyện phạm pháp tại vì bất cứ ai cũng có thể sử dụng được như là nói đó một công ty hay là một người nào đó họ có thể là muốn ẩn danh không muốn ai theo dõi bí của họ thì họ cũng có thể sử dụng Tornado Cash chứ không phải là chỉ có những người mà phạm pháp sử dụng nhưng mà nói chung đó, thì từ lúc mà chúng ta thấy được là chính phủ khắp nơi bắt đầu là siết chặt những cái đồng liên quan tới ẩn danh như là chúng ta nói tới là Monero đó thì trước đây đó Monero như đồ ẩn danh đó cũng là một trong những cái dự án mà thường quan tâm thường cảm thấy được là nó có giá trị nhưng mà rất rõ ràng là chính phủ khắp nơi đó hầu như bây giờ đã chấp nhận Bitcoin, chấp nhận crypto nhưng mà đó là cái mức chấp nhận của họ mà thôi họ không thể nào mà chấp nhận những cái ứng dụng như là Tornado Cash hay là những cái ứng dụng ẩn danh mà họ thực sự không thể nào theo dõi được họ chấp nhận crypto và bitcoin tại vì phần lớn đó là những cái đồng đều có thể theo dõi được và họ có thể có cách quản lý chứ còn những cái dự án này ra thì rất khó Cho nên đây là cái sự tranh cãi của hai bên Rất nhiều người nói bây giờ đó là những gì mà chính phủ Hoa Kỳ đang làm đó thì hoàn toàn trái ngược với lại cái tự do lập trình Đây là cái thông tin lớn cho nên thường muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn Các bạn nghĩ sao thì các bạn hãy comment ở bên dưới Chúng ta cũng có một cái thông tin đáng tiếc nhưng mà thật ra đây là một nền tảng mà thường cũng mới vừa nghe nói tới Đó chính là một nền tảng landing có tên là Not. Thì nền tảng này đó cũng giống như là Celsius hay là Voyager đó thì cuối cùng họ cũng đã quyết định là họ sẽ ngưng không cho rút tiền à, và tại sao đó thì trước đây họ nói là họ không có liên quan gì đến sự kiện của 3 hay là UST Luna nhưng mà dựa theo một số những cái người mà điều tra trên mạng đó thì họ nghĩ là cái công ty này cũng có liên quan đến ít nhất là 150 triệu đô la UST cho nên có thể đây là lý do tại sao mà họ bây giờ ngưng không cho rút tiền thực ra cái sự kiện liên quan tới Three Arrows, là Luna hay là Celsius và Voyager cũng đã xảy ra cũng đã cả tháng rồi thì uh, bây giờ chúng ta mới thấy công ty ho này ra thông báo là không cho rút tiền ở đây là một cái công ty ở Singapore nhưng mà nào mà biết thêm thông tin thì comment ở bên dưới thôi thì uh, không có nghe nói tới công ty này cho đến ngày hôm nay thì hy vọng cũng có nhiều bạn bị dính vào cái sự kiện ho này nhưng mà thật ra chúng ta không biết được là còn bao nhiêu công ty dính vào Three Arrows hay là Luna mà bây giờ chưa có lên tiếng và cuối tuần qua đó chúng ta cũng có cái um, thông tin đến từ Elon Musk thì Elon Musk đã được mời đến một cái podcast gọi là Full Send thì trên cái uh, podcast này đó thì Elon Musk cũng đã nói là vẫn tiếp tục hỗ trợ đồng Doge lý do là tại vì Elon Musk nói là đồng Doge rất là mắc cười và thứ gì nữa là Elon Musk nói là so với lại Bitcoin đó thì đồng Doge là một trong những cái giải pháp tốt hơn để mà xử lý giao dịch hàng ngày. Tại vì Bitcoin đó mỗi giao dịch phải tốn tới 10 phút mới có thể là xác nhận được trong khi Dogecoin chỉ tốn có 60 giây mà thôi. Thì về phương diện này đó tôi nghĩ là đương nhiên là mình nói đúng rồi Bitcoin sẽ chậm hơn là Dogecoin. Nhưng mà có hai điều. Thứ nhất đó là chúng ta thấy được là Bitcoin có mạng lưới Lightning Network thì sẽ nhanh hơn rất nhiều. Và thứ nhì nữa đó là Dogecoin là 60 giây nhưng mà cũng có những đồng khác có thể là nhanh hơn cả Dogecoin chứ không phải là chỉ riêng Dogecoin đâu. Chứ nếu như mà chỉ tính riêng về À, cái tốc độ đó thì có nhiều đồng tốc độ còn cao hơn cái Dogecoin nữa, cho nên nếu như mà nói là Dogecoin sẽ có tương lai chỉ đơn giản tại vì Dogecoin là lựa chọn tốt hơn để mà xử lý giao dịch hàng ngày hơn là Bitcoin thì thường cảm thấy là cũng không có đầy đủ. đương nhiên tại vì Elon Musk là một người mà thích Dogecoin và thích những cái meme, cho nên đây mới là lý do tại sao. Nhưng mà hầu như những cái lời nói của Elon Musk không có nhiều cái ảnh hưởng đối với Dogecoin nữa. Các bạn thấy được là Dogecoin đó sau khi có thông tin này thì đồng Dogecoin cũng không có sự thay đổi nhiều, các bạn thấy được là trong vòng 7 ngày qua thì tăng trưởng à, cũng tương tự như nhiều đồng Trong tháng 100 này cũng không gì gọi là khác biệt lắm Nhưng mà điều mà chúng ta thấy được là score bây giờ đó à, ở mức là 7 cent nhưng mà vẫn ở cái xếp hạng là số 11 Ở trên danh sách coin Coingecko Và còn một số những cái thông tin khác Thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ ngày mai với các bạn à, Thật ra đây là một tư duy đầu tư mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn Hôm nay video này cũng khá dài rồi cho nên Thuận sẽ hẹn các bạn trong video ngày mai Và những mà nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital đó thì các bạn bấm vào cái link bên dưới cái video này để mà tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể được giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn lớn như là Binance hay là nhận được bonus khi mà tham gia vào các sàn cũng như là những cái dịch vụ các bạn nhìn thấy trên màn hình và một lần nữa cảm ơn các bạn đi thời gian để mà xem video ngày hôm nay và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn trong hành cùng chúng ta trong video hôm nay là Coin98. Với Coin98, việc mua tiền mã hóa bằng tiền fiat này đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thao tác này đã có thể được thực hiện trên cả Coin98 Extension và Coin98 Super App. chỉ cần truy cập tính năng mua crypto tại trang chủ, bạn có thể dùng thẻ Credit, Debit để mua Bitcoin, Ethereum, Solana và nhiều đồng coin khác một cách nhanh chóng và tiện lợi. Hãy tải Coin98 và nhập mã giới thiệu trên màn hình, cũng như trải nghiệm tính năng này ngày hôm nay. Go, yo. yo. I'm like an addict. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a